Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay Phong Thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời từ Quý Dậu sinh năm 1993 nữ mạng. Thưa quý vị, cuộc sống của mỗi người sẽ thay đổi theo từng độ tuổi chứ không có sự định phận nhất định. Mời quý bạn chúng ta hãy cùng theo dõi những biến đổi theo diễn biến từng năm như những luận đoán trong các phương diện công danh, gia đạo, tình duyên, tiền tài của những người tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 nữ mạng để có cái nhìn tổng quan và cụ thể nhất quý vị nhé. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Gia chủ Quý Dậu sinh năm 1993 nữ mạng có cung mệnh thuộc cung trấn, mạng kiếm phong kim, gươm vàng, xương con gà, tướng tinh con đười ươi, bà cửu thiên huyền nữ độ mạng. Chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm tử vi chọn đời nữ mạng Quý Dậu qua bài thơ sau. Đoán xem số mạng tuổi này, vàng trong gươm trắng có phần giàu sang. Gái mà sinh đặng can này, nam nhâm quý nữ rõ ràng chẳng sinh. Đặng sinh sáng suốt tinh thần, nói năng lưu loát mọi người mến thương. Quý Dậu nhiều kẻ hiền lành, ít ai ở giữ gian manh bạo tàn. Hậu vận có của mới an, không chồng thì vợ khó bề ở yên. Trung niên nay đuổi mai rời, ai mà có chí mới mong vẹn toàn. Sanh ra đặng gái đầu lòng, làm ăn có khá mới mong làm giàu. Tổng quan, nữ Quý Dậu trong cuộc sống gặp nhiều may mắn về tình duyên lẫn tiền tài. Lúc còn trẻ khá lận đận trong việc gây dựng sự nghiệp, nhưng sau kết hôn, được quý nhân giúp đỡ nên cuộc sống có nhiều tươi đẹp. Bước sang tuổi trung niên, tạo dựng cuộc sống có nhiều thành công trong cuộc sống. Về già, hưởng cuộc sống thảnh thơi, yên vui bên con cháu. Tổng kết, sau kết hôn, hoàn cảnh thay đổi, nhiều vận may tới, cuộc sống hàng ngày tốt đẹp, đời sống vật chất đầy đủ, tình cảm êm ấm. Nữ Quý Dậu hưởng thọ trung bình từ 74 đến 86 tuổi. Nếu làm nhiều việc thiện, sống phúc đức thì sẽ được gia tăng niên kỷ. Tình duyên, sinh vào các tháng 1, 7 và 8 âm lịch thì tình duyên của nữ Quý Dậu phải trải qua nhiều vất vả mới có được hạnh phúc trọn vẹn. Trong cuộc sống có nhiều điều không thuận lợi khiến họ thường xuyên phiền lòng. Sau kết hôn, cuộc sống có đôi phần khó khăn về mặt tài chính, điều này cũng làm ảnh hưởng tới tình cảm đôi bên. Muốn cuộc sống được cải thiện hơn thì nữ Quý Dậu cần phải cố gắng hơn nữa trong công việc. Sinh vào các tháng 2, 5, 6, 9 và 11 âm lịch, cuộc sống hôn nhân có nhiều vất vả nhưng nhìn chung thì khá hạnh phúc. Trong công việc và sự nghiệp có gặp phải những vấn đề nhưng không ảnh hưởng nhiều tới tình cảm gia đình của hai người. Nữ Quý Dậu sinh tháng này có rất nhiều may mắn về mặt con cái. Sinh vào các tháng 3, 4, 10 và 12 âm lịch, nữ Quý Dậu không chỉ có một tình yêu đẹp mà sau kết hôn cũng rất hạnh phúc, may mắn, cuộc sống hôn nhân thuận lợi, không có nhiều vất vả, lo lắng khi sống chung, lại có vận tiền tài. Nữ Quý Dậu sinh vào các tháng trên rất có duyên với tiền bạc. Để giúp vận trình tình duyên khởi sắc, bản mệnh có thể đeo vòng tam hợp quý thần Tỵ, Dậu, Sửu của mình. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long, loại gỗ quý hiếm trong phong thủy mà ánh sáng có thể xuyên qua được, kết hợp với 3 viên mãn não màu đỏ có các hình 3 linh vật Tỵ, Dậu, Sửu, mang năng lượng hội tụ tương hỗ cho gia chủ rất tốt, giúp gia chủ gặp được những mối nhân duyên tốt để có thể tiến tới xây dựng tổ ấm gia đình bền vững về sau. Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, vòng tam hợp huyết long Tỵ, Dậu, Sửu cũng cần được hướng dẫn khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi để phát huy tốt nhất công năng tương hỗ cho từng gia chủ một cách tối đa. Gia đạo, công danh, cuộc sống gia đình có phần êm ấm, nhất là sau khi kết hôn hoặc sinh con. Bước sang tuổi trung niên được hưởng nhiều phước lộc từ con cái. Sự nghiệp cũng có phần phát triển vào những năm 25 tuổi, năm 30 đến 40 tuổi đạt được nhiều thành quả tốt đẹp. Tuổi hợp làm ăn, nếu Quý Dậu có ý định hợp tác làm ăn thì tốt nhất nên chọn những người sau, đó chính là Quý Dậu, Ất Hợi, Đinh Sửu. Do hợp tuổi nên nếu cộng tác với những người tuổi này, Quý Dậu sẽ gặp rất nhiều may mắn về tiền bạc, thành công ngoài mong đợi. Lựa chọn vợ chồng, kết hôn với một trong số các tuổi Quý Dậu, Ất Hợi, Đinh Sửu, Kỷ Mão, Tân Tỵ và Tân Mùi thì cuộc sống của Quý Dậu sẽ có nhiều may mắn. Nên duyên với Quý Dậu hoặc Ất Hợi thì nữ Quý Dậu sẽ có nhiều may mắn về tiền tài, cuộc sống tốt đẹp, giàu sang, tiêu pha thoải mái. Nếu kết hôn với tuổi Đinh Sửu hoặc Kỷ Mão, cuộc sống hạnh phúc về mặt tình cảm, ngoài ra cũng may mắn về công danh. Kết hôn với Tân Tỵ hay là Tân Mùi, cuộc sống có nhiều niềm vui, không phải lo nghĩ nhiều về những vấn đề trong cuộc sống, công việc làm ăn thuận lợi. Kết hôn với một trong số các tuổi Giáp, Tuất, Bính, Tý, Canh, Thìn, cuộc sống chỉ đẹp trên phương diện tình cảm, còn đời sống vật chất lại khá thiếu thốn, phải lao động vất vả thì mới có được đời sống đầy đủ, no ấm sau này. Kết hôn với một trong số các tuổi Mậu Dần, Nhâm Thân, Canh Dần, cuộc sống có nhiều khó khăn vất vả. Tình cảm ban đầu tốt nhưng sau đó lại không được thuận lợi do ảnh hưởng bởi những khó khăn trong cuộc sống. Có nhiều vấn đề trong cuộc sống nảy sinh và nếu muốn có một gia đình yên ấm hạnh phúc thì Quý Dậu cần phải nỗ lực hơn nữa trong chuyện gắn kết tình cảm hai vợ chồng. Có những năm mà Quý Dậu không nên cử hành hôn lễ do không hợp mệnh nên có thể dẫn tới nhiều khó khăn buồn bực cho cuộc sống, đó chính là 20, 25, 26, 32, 37, 38 và 44 tuổi, tuổi đại kỵ. Quý Dậu, đại kỵ không hợp mệnh với các tuổi sau đây, đó chính là Nhâm Ngọ, Canh Ngọ. Nếu hợp tác làm ăn với người tuổi này sẽ đạt được kết quả không như ý, có thể hao tổn tiền tài. Quý Dậu cũng không nên kết hôn với các tuổi trên và nếu không cuộc sống sau này sẽ có nhiều vất vả, cực khổ. Năm khó khăn nhất trong cuộc sống, cũng có những năm mà Quý Dậu làm việc gì cũng gặp khó khăn, cản trở. Cuộc sống có nhiều điều không may mắn, đó là 24, 28, 32, 38 và 42 tuổi. Trong những năm này, cần phải cẩn thận hơn trong mọi vấn đề của cuộc sống. Bên cạnh đó, bản mệnh có thể đem theo Bát Bảo Tâm Kinh để nương nhờ sức mạnh Phật Pháp, giúp vận thế luôn được yên ổn, bình an. Đây là pháp bảo hàng đầu của nhà Phật. Thân chủ mang theo sẽ như có Phật che chở độ mạng, làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng chính là 8 pháp bảo của Đức Phật là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc được hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng của hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái tẩy uế, khai quang, nạp chú, trì lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại bình an may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Xuất hành vào những ngày lẻ, giờ lẻ, tháng lẻ sẽ rất phù hợp cho tuổi Quý Dậu. Chuyện họ dự tính sẽ thành công tốt đẹp, không những không gặp phải cản trở mà còn bên cạnh đó là có được rất nhiều may mắn trên con đường. Diễn biến từng năm, từ năm 18 tuổi đến năm 22 tuổi. Năm 18 tuổi có nhiều điểm sáng nổi bật, nhất là trong học tập và công việc. Năm 19 tuổi tình cảm gặp nhiều khó khăn, có thể sẽ dẫn tới kết quả tan vỡ. Năm 20 tuổi, cuộc sống có nhiều điều tốt đẹp, tuy nhiên cần phải cẩn thận hơn trong các mối quan hệ khác giới. Năm 21 tuổi, có nhiều may mắn về tiền bạc, công việc bước đầu phát triển thuận lợi. Năm 22 tuổi, gặp nhiều vấn đề trong tình cảm gia đình. Từ năm 23 tuổi đến năm 27 tuổi, năm 23 tuổi nhân duyên tới, cuộc sống có nhiều niềm vui. Năm 24 và 25 tuổi, tình cảm phát triển tốt đẹp, lập gia đình trong khoảng thời gian này là rất phù hợp. Năm 26 tuổi, cuộc sống có nhiều điều bất ngờ, tình cảm năm này tốt đẹp. Năm 27 tuổi, sự nghiệp thành công, nhiều cơ hội nghề nghiệp mở ra. Từ 28 tuổi đến 30 tuổi, đây là những khoảng thời gian tươi đẹp ý nghĩa nhất của nữ Quý Dậu. Trong khoảng 28 tuổi, tình cảm tốt đẹp, có tin vui về con cái. Năm 29 tuổi, sự nghiệp thành công rực rỡ, cuối năm thu hoạch được nhiều tiền tài. Năm 30 tuổi, gia đình có nhiều tốt đẹp, làm ăn buôn bán trong năm nay sẽ rất thuận lợi, thu về nhiều thành quả bất ngờ. Từ năm 30 tuổi đến năm 35 tuổi, năm 30 tuổi hạnh phúc bị cản trở, cẩn thận hơn với những mối quan hệ bên ngoài, có người phá đám. Năm 31 và 32 tuổi không có gì đặc biệt, công việc sự nghiệp ổn định, phát triển bình thường. Năm 33, 34 tuổi gặp khó khăn trong tình cảm gia đình và sự nghiệp, nhiều vấn đề xảy ra khiến cuộc sống có nhiều ngột ngạt, không thoải mái. Năm 35 tuổi, cẩn thận về sức khỏe, có mắc bệnh nhỏ. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, những năm này cẩn thận hơn khi đi ra ngoài, không nên xuất hành đi xa. Năm 36 tuổi, gia đình êm ấm nhưng không có vận may về tài chính. Năm 37 tuổi, 38 tuổi nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và con cái. Năm 39 tuổi, cẩn thận trong công việc. Năm 40 tuổi, cuối năm có vận may về tài lộc, làm ăn đạt được kết quả tốt đẹp. Năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, năm 41 tuổi có sự may mắn về tiền bạc, làm ăn trong năm này sẽ rất thuận lợi, thu được nhiều lợi nhuận. Năm 42, 43 tuổi, cuộc sống gia đình vướng nhiều khúc mắc, bất đồng về quan điểm ý kiến. Năm 44, 45 tuổi, có nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống, tình cảm được cải thiện, tuy nhiên không có vận may về tiền bạc. Từ 46 tuổi đến 50 tuổi, những năm này nên cẩn thận hơn về sức khỏe bản thân. Năm 46 tuổi, nhiều điều không may, cẩn thận mắc bệnh nhỏ. Năm 47, 48 tuổi, gia đình có nhiều điều không vui, ảnh hưởng tới tình cảm. Năm 49, 50 tuổi, có vận may tài lộc nhưng không nhiều. Năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi. Năm 51 tuổi sự nghiệp vững chắc, bắt đầu có bước tiến triển mới. Năm 2 tuổi, con cháu thành đạt, đem đến nhiều niềm vui. Năm 2, năm 3, năm 4 tuổi, có vận may về tài chính, trong công việc thuận lợi, tiền bạc nhiều. Năm 55 tuổi, cuộc sống không có nhiều biến động, gia đạo yên vui. Năm 6 đến 60 tuổi, khoảng thời gian này sức khỏe không tốt nhưng lại có số tiền tài. Trong năm nhận được nhiều sự quan tâm tới từ người thân bạn bè. Những năm này công việc nên để qua một bên, chú tâm vào điều dưỡng bản thân, cuộc sống an nhàn, hạnh phúc đến từ con cháu. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ về tử vi trọn đời nữ hoàng Quý Dậu 1993. Để biết thêm tử vi trọn đời của các tuổi khác, mời quý bạn hãy ghé thăm và ấn đăng ký kênh để có thể nhận được thông tin hữu ích quý vị nhé. Chúc quý vị luôn tràn đầy năng lượng, tình yêu, công việc và cuộc sống luôn thuận hòa, viên mãn.